Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Rõ 2P nha. Và đã bao giờ anh em gặp cái vấn đề ức chế về hệ thống vũ trang hay chưa? Gần đây thì mình có nhận được một cái món vũ trang 2 minh văn và mình tẩy luyện đã hết 10 lần rồi mà vẫn chưa được một cái dòng nào ngon anh em ạ. Vẫn còn một cái dòng tấn công kỵ binh ở kia làm cái gì, làm xấu cả con Gogo đẹp gái của tôi, con cưng mới của tôi các bạn. Tuy nhiên thì có một cái thông tin rất là mừng, đó là mình vừa thấy nhà phát hành có gửi cho chúng ta một cái thư về đàm thoại nhà phát triển, nói rằng họ sẽ thay đổi rất là lớn về cái hệ thống vũ trang. Và các bạn sẽ cùng đi xem về bức thư này với mình nhé. Ok, bức thư này thì cũng nóng hổi bỏng tay luôn các bạn, mới gửi cách đây 2 tiếng thôi. Đó là đàm thoại với nhóm phát triển phần 17. Thì nếu các bạn chưa biết ấy, trong The Game Rise Kingdom thì cứ lâu lâu lại có những cái cuộc đối thoại giữa cái người phát triển game và những cái ý kiến từ cộng đồng, đúng không? Những cái phản hồi mà được nhiều người chơi đề nghị thì thường sẽ được nhà phát hành xem xét và đưa ra cái câu trả lời cho những cái thắc mắc đó. Thì ở đây là phần thứ 17. Thì xin chào, trong hội nghị bàn tròn lần trước chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi về hệ thống vũ trang từ các ngài. Các vấn đề chính được nêu lên gồm có thuộc tính vũ trang ngẫu nhiên rất cao, làm tôi khó kiếm được vũ trang mà tôi cần. Chuẩn luôn anh em, tôi chưa bao giờ mở được một cái món vũ trang nào mà ba dòng ưng ý hết á. Nó thường là ba dòng xe hoặc là ba dòng cung các bạn, trong khi cung quá nhiều rồi. Minh văn đặc biệt quá là khó kiếm, tôi còn chưa bao giờ có được một cái minh văn huyền thoại luôn. Mình mở đến hiện tại chắc phải được tầm gần 400 cái vũ trang cam rồi, chưa có được một cái minh văn huyền thoại nào. Ở mất rất lâu mới có thêm minh văn. Dương mảnh minh văn thường chứa những cái minh văn vô dụng dành cho vũ trang sử thi. Thì nếu mà các bạn chưa biết ấy, khi mà các bạn đổi 180 cái món vũ trang cam sẽ ít hơn nếu mà các bạn đổi những cái món vũ trang cam mà có minh văn, thì các bạn sẽ nhận được một đồng xu. Và một cái đồng xu vàng này các bạn có thể tích lại, đến khi nào đủ 180 đồng thì các bạn sẽ đổi được một cái rương mảnh minh văn. Tuy nhiên thì hôm trước các bạn cũng thấy rồi đúng không, khi mà mình đổi rương minh văn ấy, nếu mà các bạn đen các bạn vẫn sẽ có tỷ lệ nhận đó là minh văn tím nha anh em. Tức là các bạn nhịn một thời gian rất là lâu, đổi một số lượng cực kỳ lớn minh văn, nhưng cuối cùng các bạn ra cái minh văn tím rất là phế. Thì hiện tại cái ý kiến này cũng đã được nhà phát hành tiếp thu. Và vũ trang có minh văn đặc biệt của tôi vẫn có những thuộc tính vô dụng kể cả sau 10 lần tẩy luyện. Cái này là chuẩn luôn anh em. Nó nhiều khi các bạn tẩy rất là ngon rồi đúng không, nhưng mà nó vẫn còn thiếu khoảng 1 đến 2 dòng mà các bạn cần nữa, hoặc là chỉ số rất là thấp. Ví dụ đối với món vũ trang cam đi, tối đa chỉ số là 3.5 mà các bạn được 3 dòng có tầm 1 chấm mấy thì kể cả nó có minh văn ấy các bạn cũng không thật sự hài lòng đúng không nào. Do đó chúng tôi đã quyết định tối ưu quá trình nhận và nâng cấp vũ trang, kế hoạch hiện tại như sau. Lưu ý là chỉ là kế hoạch thôi, năm nay, năm sau hay năm sau nữa áp dụng thì không biết, nhưng mà hy vọng là sẽ sớm. Bổ sung vào cơ chế đảm bảo vũ trang và minh văn ngài nhận được sẽ được ghi lại, và ngài sẽ đảm bảo nhận được minh văn đặc biệt hiếm nếu sau một thời gian ngài vẫn chưa nhận được. Quá tuyệt vời anh em, đây chính là cơ chế bảo hiểm. Mình đã từng nói với các bạn trong rất là nhiều video và buổi livestream rồi, đó là cái tính năng vũ trang này ấy, hiện tại nó đang rất là giống những tính năng gacha của những tựa game khác, ví dụ như là tựa game Genshin Impact thì chẳng hạn đúng không, hoặc bất kể một con game gacha nào mà mình từng chơi hoặc các bạn từng chơi ấy, nó đều có một cái cơ chế gọi là bảo hiểm. Nhưng mà chỉ có cái hệ thống vũ trang của con game Rise Kingdom là nó không có các bạn. Tức là các bạn cứ mở hoài, các bạn ngẫu nhiên các bạn ra được cái dòng các bạn muốn, các bạn ngẫu nhiên có ra được minh văn hay không, và không có gì đảm bảo là các bạn mở 10 rương, 50 rương hay 100 rương các bạn sẽ nhận được đúng cái món các bạn muốn. Thì hiện tại nhà phát hành đã xác nhận là họ sẽ có một cái cơ chế đảm bảo cho hệ thống vũ trang này. Thì lần trước mình nói về vấn đề này ấy, thì có nhiều anh em lại bình luận là cái vũ trang này ấy, nó lại mới là cái hay, tức là cái người chơi nạp rất là nhiều tiền thì chưa chắc đã mở được đồ ngon. Nhưng các bạn, những người chơi F2P may mắn lại ngẫu nhiên mở được một món cực kỳ ngon. Đó thì lần trước là nhiều anh em nói như vậy. Thực ra thì chúng ta nói phải công bằng đúng không? Các bạn mở đến một mức nào đấy và các bạn hên thì chỉ có một mình các bạn hên thôi. Nhưng còn nguyên một cộng đồng thì sao anh em? Đúng không? Ví dụ mở 50 lần không ra đồ ngon thì 100 lần cũng phải cho tôi cái món được chứ đúng không? Chứ đâu lại cứ mở mãi như thế. Rồi tiếp theo là tối ưu về cái hệ thống du lịch và điều động. Ngài có thể chọn những cái đội hình nhất định và nhận vũ trang cho đội hình đó sau khi hoàn thành du lịch hoặc điều động. Ở cả hai hệ thống chúng tôi sẽ tăng xác suất nhận vũ trang và giảm xác suất nhận tài nguyên và tăng tốc. Cái này quá là hợp lý luôn. Hôm nay mình không biết là mình đã đi du lịch với điều động chưa nhở. Thật ra thì cái này ấy, đúng là các bạn nhận được đúng đội hình các bạn ấy đã rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà thông thường thì từ cái này nó còn cho các bạn rất là nhiều những cái món vũ trang lam ấy, hoặc những món vũ trang tím như thế này. Đây ví dụ như đây có đội hình lệch đi,
thì bây giờ game nó sẽ fix lại cho các bạn ra đúng cái đội hình các bạn cần. Nhưng mà nếu mà ra lam với tím ấy, thì các bạn cũng sẽ tái chế nó thôi. Ở đây mình thấy cái điểm mà hạn chế cho gia tăng tốc ấy, với tài nguyên mình thấy cũng hay. Tại vì điều đó đồng nghĩa với việc ấy, là các bạn sẽ nhận được nhiều những cái món vũ trang rác hơn. Nhiều vũ trang rác hơn thì các bạn lại càng tái chế được nhiều hơn và có được nhiều xu để mua đá tẩy luyện để tiếp tục gacha nhân phẩm nha. Đó, tôi sẽ thử đi du lịch xem có ra món gì ngon không nào. Ui, Minh Văn cường tráng này, nhưng mà hơi khuế. Để xem. Lần này cho nhà phát hành có cái phản hồi đấy, mình hơi bất ngờ đấy. Mà mình thấy như vậy nó hợp lý anh em. Đó, ra cam, mà ra cam của đội hình vuông ạ. Vãi cả nồi thật. Ok, không được cái gì hot. Quay trở lại với thư đàm thoại. Thứ ba là sẽ cung cấp thêm nguồn nhận vũ trang. Ở đây thì với cái phong cách làm việc của Lilith ấy, đó là ra sự kiện gần như là chắc chắn rồi anh em. Nếu mà thêm một cách nhận vũ trang miễn phí thì tôi thấy lại hơi nhân từ với ví tiền của các bạn quá đúng không? Khả năng nó sẽ là một cái event. Chúng ta mới chỉ có một cái event lấy vũ trang thôi. Cái event đấy mình thấy khá chua. Thì hy vọng game ra thêm một số sự kiện nữa. Giống như kiểu đập trứng lấy vũ trang chẳng hạn. Mình nghĩ là nó khá là tuyệt vời. Mục thứ tư là sẽ thay thế Minh Văn cho vũ trang sử thi trong rương mảnh Minh Văn bằng những vật phẩm tăng cường vũ trang huyền thoại. Đây. Cái này là hơi bị nhọ cho những bạn nào mà đã mở rương ở mảnh Minh Văn này rồi nha. Tại vì nhiều ông mình biết là đã mở ra cái Minh Văn tím rồi các bạn. Ở đây thì có một cái vật phẩm khá là lạ, đó là tăng cường vũ trang huyền thoại. Cái này thì mình dự đoán có thể là một vật phẩm mới giúp tăng những cái dòng chỉ số của cái món vũ trang huyền thoại đấy lên. Đó, hoặc có thể là đá tẩy luyện. Ok, không biết là cái gì. Tiếp đó là tối ưu tẩy luyện. Sau 10 lần tẩy luyện, ngài sẽ có thể tiếp tục tẩy luyện vũ trang bằng những phương thức khác. Ok, các bạn chú ý cho mình là những phương thức khác nha, chứ không phải bằng đá tẩy luyện. Có thể là sẽ sử dụng cái vật phẩm ở trên này, hoặc là một cái vật phẩm mới gì đó, hoặc là dùng game, hoặc là dùng những cái món vũ trang cam khác để chúng ta tẩy luyện. Ở đây thì mình đang khá là tò mò, mình không biết là lại còn thay đổi bằng phương thức khác. Cứ bằng đá tẩy luyện không phải ngon hơn sao? Đá tẩy luyện kiếm chua vãi chứ đâu có dễ đâu. Chúng tôi hiện đang phát triển thêm chi tiết đối với những điều chỉnh trên và chúng sẽ được ra mắt trong 2 đến 3 bản cập nhật tiếp theo. Thì hiện tại là tháng 12, như vậy thì mình cứ tính ở trong này chậm nhất là 3 bản cập nhật là vào tháng 3. Đó nên là hiện tại anh em nào nếu mà còn nhiều rương vũ trang ấy thì mình nghĩ các bạn cũng nên tích lại và không nên vội vàng vào thời điểm này nếu mà các bạn đã có những cái set vũ trang nó ưng ý, đúng không? Và ngoài ra chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng việc thức tỉnh trang bị từ cửa hàng chiến đấu mùa chinh phạt quá khó, chuẩn luôn anh em. Do số bản vẽ nhận được mỗi mùa hạn chế, để đáp lại chúng tôi đang cân nhắc tăng số bản vẽ nhận được mỗi mùa. Ví dụ như là tăng số lượng xu chinh phạt nhận được, tăng giới hạn trao đổi của mỗi bản vẽ. Ôi. Cái này thì mình không biết các bạn nghĩ thế nào nhá. Ví dụ hiện tại đi, một mùa các bạn thường các bạn sẽ kiếm được là tầm 2 xu chinh phạt đến 4 xu chinh phạt là nhiều. 4 xu chinh phạt rất là nhiều ấy, thường là 2 đến 3 thôi. Thì kể cả các bạn có tăng cái số lượng mảnh bản vẽ nó cũng không giải quyết được việc gì, tại vì các bạn đâu có được tăng số xu đâu. Còn cái việc tăng số xu này thì hiện tại tối đa một mùa đang là 5 xu thì mình chưa biết là tăng lên bao nhiêu. Tăng lên tầm 10 xu luôn nhỉ thì nó mới bỏ. Nói chung là cái thức tỉnh trang bị KVK thì đúng là khó thật, nhưng mà cái hiệu ứng của nó mang lại thì rất là ngon. Nhưng mà với những cái điều chỉnh trong cái thông báo lần này ấy, mình thấy là game cũng đang có những điều chỉnh theo cái hướng mình đánh giá là khá là tích cực, đúng không? Kiểu như là có thu nhận ý kiến của người chơi, mặc dù hơi chậm nhưng mà có thu nhận còn tốt hơn không. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về cái đàm thoại lần này thì anh em hãy bình luận phía bên dưới nha. Và anh em có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Oh, 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 oh